Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật video lên. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì mình nhận được yêu cầu từ khá là nhiều bạn mong muốn học về cách viết thư, đặc biệt là để phục vụ cho kỳ thi A1 tiếng Đức. Vậy thì ngày hôm nay trong bài học lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách diễn đạt cơ bản trong một bức thư bằng tiếng Đức. Sau đó chúng ta sẽ cùng luyện tập bằng 2 đề thi thử trong kỳ thi A1 tiếng Đức. Và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn những lưu ý hay là những phương pháp để làm bài thi đạt được kết quả tốt. So, seid ihr bereit? Lass uns anfangen! Hãy cùng bắt đầu nhé! Một bức thư thông thường bao gồm những phần như sau. Phần thứ nhất đó là Ort und Datum, có nghĩa là nơi viết thư và ngày tháng năm. Thông thường thì trong kỳ thi A1 các bạn không bắt buộc phải viết phần này. Phần thứ hai đó là phần Anrede, có nghĩa là lời chào đầu thư. Phần thứ ba là phần text, phần nội dung chính của bức thư. Và phần cuối cùng là Gruß, có nghĩa là phần chào cuối thư. Trước khi làm bài thì các bạn nên đọc kỹ đề bài để xác định được ngữ cảnh và cũng như là xác định được đối tượng mà các bạn cần viết thư cho. Đó có thể là một người bạn thân thiết, một người mà các bạn đã quen biết từ trước, hay là một người mà các bạn chưa quen biết. Ví dụ như trong trường hợp các bạn phải viết thư cho một công ty, một cơ quan nào đó. Điều này rất là quan trọng để giúp cho các bạn có thể xác định được đại từ nhân xưng mà chúng ta sẽ sử dụng trong bức thư là gì. Đó là ngôi du, ngôi thân thiết hay là ngôi gì, ngôi lịch sự. Cũng như các bạn có thể lựa chọn được Anrede cũng như là Gruß phù hợp cho bức thư. Chúng ta chia ra thành hai loại thư. Loại thứ nhất là informel, có nghĩa là không chính thức. Đó là khi mà chúng ta viết thư cho một người bạn, người mà chúng ta quen biết, chúng ta thân thiết. Loại thứ hai đó là formel, đó là thư chính thức. Có nghĩa là khi mà các bạn viết thư cho những người mà các bạn chưa quen biết. Ví dụ như là khi các bạn viết thư cho một công ty, một cơ quan, một tổ chức nào đó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần Anrede, phần chào đầu thư. Đối với một bức thư informel hay là formel thì Anrede cũng sẽ có một sự khác biệt. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem sự khác biệt đó là như thế nào nhé. Thông thường nếu các bạn viết thư cho một người bạn, nếu như người bạn đó là nam thì chúng ta có thể viết Lieber cộng với cả tên gọi, sau đó là dấu phẩy. Ví dụ như Lieber Peter, Lieber Peter. Nếu người đó là nữ thì chúng ta viết là Lieber, không có chữ R ở cuối. Ví dụ Liebe Anna, Liebe Anna. Ngoài ra thì chúng ta có một trường hợp gemischt, có nghĩa là nó kết hợp giữa hình thức thân thiết và hình thức lịch sự. Ví dụ như khi mà các bạn viết thư cho một người đồng nghiệp trong công ty, chúng ta đã quen biết họ từ trước, tuy nhiên họ không phải là một người bạn bè thân thiết. Trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng Anrede như sau. Chúng ta viết Lieber Herr cộng với họ của người đó khi các bạn viết cho một người nam. Ví dụ như Lieber Herr Müller, Lieber Herr Müller. Đối với một người nữ, Liebe Frau Müller, Liebe Frau Müller. Đối với một bức thư formel, chúng ta có những Anrede như sau. Sehr geehrter Herr cộng với cả họ của người đó dành cho nam. Zum Beispiel Sehr geehrter Herr Müller, Sehr geehrter Herr Müller. Đối với một người nữ, Sehr geehrte Frau Müller, Sehr geehrte Frau Müller. Nếu như các bạn không biết chính xác người nhận bức thư của mình là ai, trong trường hợp là các bạn viết thư cho một cơ quan, một tổ chức nào đó, thì các bạn có thể sử dụng Anrede là Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Damen und Herren. Phần tiếp theo là phần text, nội dung chính của bức thư. Nội dung của bức thư thì phụ thuộc vào đề bài. Một lời khuyên của mình dành cho các bạn ở đây đó là các bạn không nên học thuộc văn mẫu. Các bạn có thể đọc các văn mẫu, những cái bức thư mẫu để tham khảo cấu trúc cũng như là cách diễn đạt. Tuy nhiên thì các bạn nên nắm vững những từ vựng cũng như là mẫu câu căn bản trong trình độ A1. Trong phần info box hộp thông tin miêu tả ngay phía dưới video thì mình sẽ để cho các bạn một đường link nơi mà các bạn có thể tìm được một cái tài liệu giúp cho các bạn có thể ôn lại những cái từ vựng cũng như là các mẫu câu diễn đạt liên quan đến chủ đề A1. Các bạn hãy tham khảo nhé! Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách diễn đạt thông dụng có thể sử dụng trong nhiều tình huống. Để mở đầu một bức thư, các bạn có thể tham khảo một vài cách diễn đạt như sau. Vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Oder Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Oder Vielen Dank für deinen Brief oder deine E-Mail. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank für Ihren Brief oder Ihre E-Mail. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ở phần kết thúc của bức thư, chúng ta có thể diễn đạt như sau. Ich hoffe bald von dir zu hören. Ich hoffe bald von Ihnen zu hören. Hoặc là khi mà các bạn yêu cầu một ai đó cái sự giúp đỡ, thì các bạn nên cảm ơn ở phần cuối bức thư. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank im Voraus. Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf deinen Besuch. Ich freue mich auf deinen Besuch. Phần cuối cùng là Gruß, phần chào cuối thư. Ở đây chúng ta lại chia ra thành informal và formal. Đối với trường hợp informal thì chúng ta sẽ có những cách diễn đạt như sau. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Đây là cách diễn đạt mà các bạn có thể sử dụng cho những người mà các bạn thực sự thân thiết. Còn nếu như mà người đó chúng ta ít thân thiết hơn thì chúng ta có thể sử dụng là viele Grüße. Viele Grüße. Sau đó các bạn xuống dòng và viết tên của mình. Thông thường là chúng ta chỉ viết tên gọi thôi. Trường hợp formal, một bức thư lịch sự thì chúng ta sẽ sử dụng hình thức mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Sau đó xuống dòng chúng ta viết tên, chúng ta ký tên của chúng ta, thông thường là tên gọi và họ của mình. So, alles klar. Đó là những cách diễn đạt căn bản trong một bức thư. Nếu như các bạn đã nắm rõ được cách diễn đạt này rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng áp dụng và làm hai bài luyện tập sau đây nhé. Mình sẽ đọc đề bài, sau đó các bạn có thể dừng video lại để làm bài, hoặc các bạn có thể tiếp tục theo dõi video để xem đáp án gợi ý của mình nhé. Các bạn hãy cùng lắng nghe đề bài nhé. Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. Warum schreiben Sie? Informationen über Film, Museen usw., Kulturprogramm, Hoteladressen. Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Khi đọc đề bài thì các bạn nên gạch chân những từ quan trọng để các bạn có thể hiểu nội dung của đề bài một cách chính xác. Các bạn hãy xác định được ngữ cảnh cũng như là xác định được đối tượng mà các bạn cần viết bức thư này là ai. Đó là một người bạn hay là một người mà các bạn không quen biết, một cơ quan, một tổ chức nào đó. Các bạn hãy xác định hình thức của bức thư, đó là formal hay là informal. Các bạn hãy xác định xem là Anrede chúng ta sẽ cần phải lựa chọn đây là gì, cũng như Gruß ở đây là gì. Sie ở trong đề bài có nghĩa là chính bản thân người viết bức thư đó, đó là mình được đặt trong tình huống đó. Và các bạn sẽ phải thực hiện cái yêu cầu của đề bài, đó là viết những câu ngắn gọn nhá, với 3 cái gạch đầu dòng ở trên. Mỗi gạch đầu dòng các bạn có thể viết từ 1 đến 2 câu. Rồi bây giờ các bạn có thể dừng video lại để làm bài hoặc là tiếp tục theo dõi phần đáp án gợi ý của mình. Như mình đã nói thì trong kỳ thi A1 các bạn không bắt buộc phải viết địa điểm cũng như là thứ ngày tháng trong một bức thư. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn biết là mình sẽ viết cái thông tin này như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là đơn giản. Các bạn sẽ viết sang bên tay phải của tờ giấy. Chúng ta viết địa điểm, nơi mà các bạn viết bức thư này, ví dụ như là Berlin nhá. Rồi mình sẽ viết là Berlin, comma, rồi phẩy. Sau đó ngày tháng năm, ví dụ như là Berlin 10 November 2017. Sau đó chúng ta sẽ xuống dòng, chúng ta sẽ viết sang bên tay trái. Các bạn lưu ý là ở một bức thư bằng tiếng Đức chúng ta không có lùi vào dòng mà các bạn sẽ viết thẳng nhá. Các bạn sẽ viết thẳng ở bên tay trái của tờ giấy. Trước tiên chúng ta sẽ phải lựa chọn Anrede phù hợp. Ở đây chúng ta sẽ phải viết Anrede như thế nào? Các bạn thấy là chúng ta sẽ viết thư cho một Touristeninformation, có nghĩa là một cái bộ phận chuyên về cung cấp về thông tin về du lịch. Ở đây chúng ta không biết là người cụ thể mà chúng ta sẽ viết bức thư này cho là ai. Bởi vậy nên chúng ta sẽ sử dụng Anrede, đó là Sehr geehrte Damen und Herren, comma. Các bạn đánh một dấu phẩy, sau đó chúng ta xuống dòng. Các bạn lưu ý là khi mà xuống dòng thì chữ cái đầu tiên chúng ta sẽ viết thường. Thông tin đầu tiên mà chúng ta cần đề cập đó là lý do vì sao chúng ta viết bức thư này, đúng không? Ich möchte im August nach Dresden fahren. Können Sie mir bitte Informationen über das Kulturprogramm schicken? Ich möchte 3 Tage in Dresden bleiben. Ich brauche auch Adressen von guten Hotels. Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Tam Nguyen. Các bạn thấy là mình chỉ cần viết những cái câu rất là ngắn gọn và đầy đủ ý. Mỗi gạch đầu dòng trong đề bài các bạn chỉ cần viết từ 1 đến 2 câu mà thôi. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng tham khảo một cái đề thi tiếp theo nhé. Sie möchten Ihren Geburtstag feiern und Ihre Freundin oder Ihren Freund einladen. Schreiben Sie Ihre Freundin oder Ihren Freund. Warum schreiben Sie Tag und Uhrzeit? Kommen wie? Schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Antwortbogen, circa 30 Worte. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Habt ihr verstanden? Các bạn có hiểu yêu cầu của đề bài không? Bây giờ thì các bạn có thể dừng video để luyện tập hoặc là tiếp tục theo dõi đáp án gợi ý của mình. Ở đây các bạn xác định được đối tượng mà mình cần viết cho là ai? Đó là một người bạn của mình, đúng không? Vậy thì đây sẽ là một bức thư informal. Tình huống ở đây đó là các bạn muốn mời một người bạn của mình đến dự bữa tiệc sinh nhật. Bây giờ thì chúng ta có thể mở đầu bức thư như thế nào? Các bạn cùng tham khảo nhé. Liebe Anna, ich habe am 10. November Geburtstag und möchte dich gerne zu meiner Geburtstagsparty einladen. Die Party findet um 18 Uhr bei mir zu Hause statt. Ich wohne in der Wilhelmstraße 40. Willst du mit dem Auto oder mit dem Bus zu mir fahren? Ruf mich an, wenn du den Weg nicht finden kannst. Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße, Tam. Hy vọng là với những hướng dẫn của mình trong bài học lần này thì các bạn đã có thể nắm vững được cách viết một bức thư căn bản bằng tiếng Đức và cũng như có thể hoàn thành được phần thi viết trong kỳ thi A1 tiếng Đức với kết quả tốt nhất. Để kết thúc bài học ngày hôm nay thì mình còn 2 đề thi nữa để các bạn tham khảo. Các bạn hãy dành một chút thời gian để luyện tập nhé. Và đừng quên theo dõi phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video để tìm được nhiều hơn nữa những tài liệu tham khảo liên quan đến chủ đề viết thư cho kỳ thi A1. Các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ những video mới nhất, cũng như là kết nối với mình trên Facebook để có thể tham khảo nhiều hơn nữa những tài liệu liên quan đến việc học tiếng Đức, cũng như là những chia sẻ của mình về cuộc sống tại nước Đức. Nếu như các bạn có bất kỳ mong muốn về một chủ đề nào đó trong những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.